Xe buýt điện công cộng đang trở nên phổ biến hơn ở các thành phố trên khắp thế giới, từ châu Âu, châu Á cho đến châu Phi và các nước đang phát triển. Loại phương tiện có thể chuyên chở hơn 50 hành khách mỗi chuyến mà không phát ra 1 mg khí thải này đang giảm hàng triệu tấn carbon trung hòa vào bầu khí quyển mỗi ngày. Và Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế với sự tiên phong của VinBus. Những chuyến xe buýt màu xanh lá, êm ái, thân thiện và không phát thải đang nhận được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng. Những chiếc VinBus đang chứng minh được tiềm năng rất lớn để thay thế hoàn toàn các loại xe buýt chạy xăng dầu cũ kỹ đang vận hành trên đường phố. Và ngay cả trên đường băng, những chiếc VinBus cũng đã bắt đầu được quan tâm. Kể từ ngày 1 tháng 7, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã chính thức đưa vào sử dụng 2 xe buýt điện của VinBus nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách giữa 2 nhà ga. Đây là một thay đổi rất lớn giúp khách hàng có những chuyến bay thoải mái, thân thiện với môi trường và phát triển hệ sinh thái giao thông xanh từ đường phố cho đến đường băng. Vậy sự chung tay của VinBus trong hoạt động hàng không dân dụng sẽ có những lợi ích lớn nào? Hãy cùng chúng tôi nói về câu chuyện này trong video ngày hôm nay. Và chào mừng đã quay trở lại với Autotop VN. Việc ứng dụng xe buýt chạy bằng điện hoặc nhiên liệu không phát thải không phải là mới. Năm 2017, sân bay quốc tế Kansas là sân bay đầu tiên của Mỹ tích hợp xe đưa đón hoàn toàn bằng điện để phục vụ hành khách. Sân bay đã mua 4 chiếc xe buýt điện dài 30 feet từ BYD Bắc Mỹ, được chế tạo riêng với giá để hành lý và các tính năng khác dành riêng cho dịch vụ sân bay. Xét về trải nghiệm, chắc chắn sẽ có nhiều người cảm thấy khó chịu khi trước và sau khi lên tàu bay sẽ phải trung chuyển bằng một chuyến xe buýt chạy xăng dầu tại sân bay. Nhưng nếu đó là một chuyến xe chạy bằng điện thì mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt. Không còn mùi hôi của xăng dầu, không bị rung lắc bởi động cơ và hoàn toàn yên tĩnh. Những sự khác biệt đó sẽ giúp hành khách có một tâm trạng thoải mái hơn trước những chuyến bay dài. Vì vậy, nhiều sân bay trên thế giới đã đầu tư để thay thế dần những chiếc xe buýt trung chuyển sử dụng động cơ đốt trong bằng những chiếc xe buýt điện. Một tính toán của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ cũng chỉ ra, với mỗi dặm di chuyển và chở đầy đủ hành khách, những chiếc xe buýt chạy bằng điện chỉ tiêu tốn hết 2 kWh trên một dặm, tương ứng với 20 cent. Trong khi đó, một chiếc xe buýt cùng khả năng chuyên chở sẽ tiêu tốn đến 80 cent trên mỗi dặm. Nghiên cứu được thực hiện trước thời điểm giá xăng dầu tại Mỹ tăng đột biến như hiện nay. Với khả năng tối ưu năng lượng tiêu thụ của xe buýt điện, sân bay quốc tế Nội Bài đã đưa vào vận hành thử nghiệm 2 chiếc VinBus đầu tiên, phục vụ nhu cầu nối chuyến giữa 2 nhà ga của sân bay. Xe buýt nối chuyến miễn phí tại sân bay Nội Bài sẽ di chuyển liên tục giữa 2 nhà ga với tần suất 15 phút mỗi chuyến vào khung giờ ban ngày từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm, 20 phút một chuyến vào khung giờ sáng sớm và ban đêm. Vị trí đón khách tại nhà ga hành khách T1 cánh A tầng 1 và nhà ga hành khách T2 cột số 11 đến 12 làn số 2 tầng 1. Xe có logo NIA, Nội Bài International Airport và màu sắc nhận diện của VinBus. Khả năng chuyên chở của những chuyến xe buýt điện miễn phí mang đến cho hành khách một không gian rộng rãi với sức chứa lên tới 67 người, sạch sẽ, có điều hòa, camera, có khu vực ghế để phục vụ khách sử dụng xe lăn, trẻ em và người già. Hành khách có thể dễ dàng nắm bắt lộ trình di chuyển của xe qua hệ thống loa phát thanh gắn trên xe hoặc ứng dụng INIA trên điện thoại thông minh của cá nhân hành khách. Xe cung cấp Wi-Fi miễn phí có cổng sạc USB và màn hình hướng dẫn sử dụng dịch vụ cho người khiếm thính. Với xe buýt điện nối chuyến miễn phí, hành khách hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái khi di chuyển giữa hai nhà ga. Chất lượng xe được đưa vào sử dụng cũng luôn được kiểm định định kỳ. Đồng thời, đội ngũ lái xe, nhân viên được đào tạo, huấn luyện về an ninh an toàn hàng không, tác phong giao tiếp chuyên nghiệp, tận tâm, đem lại cảm giác thân thiện, thoải mái cho hành khách. Trên thực tế, việc vận hành bằng xe buýt điện tại các sân bay quốc tế đã không còn lạ lẫm. Tại Nhật Bản, Hàn Quốc và những nước đang phát triển, thậm chí các phương tiện chuyên chở như thang nâng, xe dẫn hàng, xe đưa đón hầu như đã thay thế hoàn toàn bằng điện. Nhưng tại Việt Nam, những chuyến VinBus được đưa vào sử dụng trong các cảng hàng không quốc tế là sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa chuyên nghiệp tận tâm của tập đoàn Vingroup và cảng hàng không quốc tế hàng đầu Việt Nam. Sự hợp tác này sẽ nâng cao chất lượng phục vụ du khách quốc tế khi đến Việt Nam, cũng như nâng cao hình ảnh con người và giao thông xanh tại Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó,
khả năng chuyên chở của xe buýt điện VinBus cũng gần như tương đồng với các phương tiện xe buýt nội chuyến đang sử dụng tại các cảng hàng không, nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải tuyệt đối. Điều này sẽ góp phần giảm lượng khí thải trong hoạt động hàng không dân dụng hiệu quả hơn, cũng như làm tiền đề để Việt Nam ứng dụng điện hóa trong ngành hàng không. Ngoài ra, xe điện của VinFast và VinBus cũng giúp du khách trong và ngoài nước nâng cao giá trị và chất lượng tại các cảng hàng không sau mỗi chuyến bay, khi du khách có thể tiếp tục sử dụng VinBus để di chuyển vào các khu vực nội thành, vì VinBus đã khai thác thêm tuyến E10 nối từ Nội Bài ra khu đô thị Vinhome Ocean Park. Hoặc tại Phú Quốc, du khách có thể trải nghiệm VinBus hoàn toàn miễn phí từ sân bay tới thẳng Phú Quốc United Center với nhiều hành trình thú vị. Hoặc có thể lựa chọn di chuyển bằng những chiếc taxi điện của VinFast. Khi cách đây 2 tháng, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ cảng hàng không Việt Nam ASV đã ký hợp đồng thuê 500 ô tô điện VinFast với công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM. Với quy mô lên đến 500 xe taxi điện hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay, khách hàng khi di chuyển đến các sân bay trên cả nước sẽ có thêm lựa chọn di chuyển mới với xe điện xanh, thông minh, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường từ ASV Airport Taxi, bên cạnh hãng taxi xanh SM Airport Taxi đang được triển khai tại Hà Nội. Sự tham gia của taxi điện VinFast và ASV nhằm giảm thiểu một mối lo ngại rất lớn của du khách quốc tế và khách nội địa khi bước chân ra khỏi cửa sân bay. Đó là phải đối mặt với lời chèo kéo của những chiếc taxi dù hoặc những tài xế bất lương, sẵn sàng khống giá cho quãng đường vài km với mức giá cả triệu đồng. Trước đó đã từng có trường hợp một tài xế taxi dù tại sân bay Nội Bài chở gia đình 5 hành khách người Nhật Bản từ nhà ga T2 sang T1 sân bay Nội Bài với quãng đường hơn 1 km, nhưng thu tới 1 triệu đồng. Hoặc tại sân bay Tân Sơn Nhất, dù taxi của một hãng được đăng ký thương hiệu có đầy đủ cờ màu, đồng hồ đo quãng đường, nhưng tài xế đã gian lận bằng cách lắp thêm công tắc phụ nằm dưới cần số, gắn liền với đồng hồ tính tiền để kích hoạt. Mỗi khi tài xế vào số hoặc trả số, giá cước tăng lên 3.000 đồng mỗi lần. Tài xế được yêu cầu chạy một quãng đường từ ga quốc tế ra đường Trần Quốc Hoàn và trở về ga quốc tế khoảng 3,5 km, thì đồng hồ tính tiền đã lên đến con số 420.000 đồng. Một trường hợp tương tự khác cũng đã bị phát giác, nhưng số tiền bị gian lận đã lên gấp 10 lần, từ 54.000 đồng lên đến 540.000 đồng. Trong khi đó, cách tính tiền đối với taxi điện VinFast cao cấp hơn, khi mỗi xe và mỗi tài xế được trang bị một máy POS thanh toán có chức năng kết nối trực tuyến với đám mây để giám sát quãng đường di chuyển cũng như giá tiền. Với sự tham gia của các đơn vị taxi chính thống như xanh SM, ASV và tác phong phục vụ chuyên nghiệp văn minh được đào tạo bài bản của GSM, sẽ giúp du khách quốc tế an tâm và tin tưởng hơn sau mỗi chuyến bay. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên khi Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận đề nghị và cấp phép cho taxi xanh SM được cung cấp dịch vụ taxi điện tại các sân bay trên cả nước. Trong công văn của Bộ Giao thông Vận tải cũng nêu rõ, việc cấp phép này sẽ góp phần giảm phát thải khí carbon và khí methane, hạn chế chịu tác động nặng nhất từ hiện tượng nóng lên do phát thải CO2 toàn cầu, đáp ứng yêu cầu thực hiện cam kết về phát thải không đến năm 2050 của Việt Nam tại COP26. Đồng thời, hưởng ứng chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí methane của ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Không những vậy, bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam và di chuyển trên chính những phương tiện xanh của Việt Nam sẽ có cái nhìn tích cực về giao thông văn minh và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn trong câu chuyện ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ bình luận nào, xin mời hãy để lại ở bên dưới và ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share cũng như bật nút rung chuông nếu như thông tin này hữu ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!